hé lộ vận trình chuẩn 100%. Tuổi Giáp Thìn 1964 vận đỏ hơn son, gánh vàng còng lưng, giàu sang nứt vách, hốt trọn lộc lá của thiên hạ về nhà trong 6 tháng cuối năm 2023. Hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi Phú Quý Phát Tài. Quý vị tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 thân mến, thật hữu duyên khi ta gặp nhau trong khoảnh khắc tâm linh này. Chắc hẳn nhiều cô bác đang có mặt ở đây đều có nỗi khổ đau riêng trong cuộc đời này, phải không nào? Tôi biết có người thân mang bệnh tật vẫn phải tranh đấu ngược xuôi, vì con vì cái, có người cả đời làm việc vất vả một nắng hai sương, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, lo ăn từng bữa mà vẫn không khi nào đủ sống, nợ nần vẫn ngày một chồng chất, gánh nặng cơm áo gạo tiền vẫn đè nặng, chưa được một ngày thảnh thơi. Thế nhưng đó không phải là con giáp được nhắc trong ngày hôm nay. Giới tử vi tiết lộ, trong tháng 5 âm lịch có tuổi Giáp Thìn 1964 là con giáp hiếm hoi được các tinh chiếu giỏi, vận may gõ cửa đổi đời giàu to, sung sướng hết phần thiên hạ. Trước đây khổ sở bao nhiêu thì từ nay sung túc hương thịnh, sung sướng bấy nhiêu. Hơn nữa con giáp này vận may gõ cửa, hốt vàng hốt bạc, xóa hết nợ nần, mua nhà tậu xe tiền tỷ, cuộc sống ấm no hạnh phúc bên con cháu, cả hò được nhờ. Vậy vận trình Giáp Thìn diễn biến ra sao trong tháng năm âm? Con giáp này cần làm gì để tận dụng triệt để những vận may đó? Thì hãy cùng Phú Quý Phát Tài theo dõi ngay sau đây. Ta bây giờ bước sang tuổi 60, tâm đủ tính nhìn dòng đời xuôi ngược, chẳng mang chi những tranh giành mất được, lòng yên bình lắng động như biển sâu. Bởi đã qua bao năm tháng bể dâu, có thành công và ít nhiều thất bại, bao ngọt bùi đắng cay từng nếm trải, đều kinh qua những tốt xấu ở đời. Ta bây giờ bước vào tuổi 60, ngồi ngẫm lại những buồn vui sướng khổ, bao thiện ác thiệt hơn đều thấu tỏ, giờ buông lòng sống tự tại bình yên. 60 tuổi mặn mòi của trung niên, ta nhẫn nại điềm nhiên cùng năm tháng, giữ tâm hồn nhẹ nhàng như buổi sáng và nồng nàn như rượu ủ lâu năm. 60 tuổi dịu dàng như ánh trăng, sáng vòng vạc tôi rèn qua nắng gió, tràn sức sống dẻo dai như ngọn cỏ, càng bão rông càng xanh mát rạng ngời. 60 tuổi vẫn đằm thắm nụ cười và luôn khiến người mình thương mê mải. Ở cái tuổi xế chiều đã đứng bên kia sườn dốc của cuộc đời, người sinh năm Giáp Thìn đã trải đủ nhân tình thế thái. Ai nhìn bề ngoài cũng thấy bạn như chú rồng ngập tràn năng lượng và sức mạnh, nhưng bên trong lại ẩn chứa một tâm hồn nhiều mâu thuẫn, nhiều phiền muộn mà có lẽ bạn sẽ sống để bụng chết mang đi. Dù mang theo nhiều nỗi lòng, nhưng con rồng này không bao giờ thể hiện ra với mọi người xung quanh. Giáp Thìn luôn đối đãi lịch thiệp, tử tế đối với những ai tốt với mình. Dù mang vẻ ngoài khiêm tốn, nhưng trong tâm bản mệnh luôn muốn có nhiều người chú ý và ngưỡng mộ mình, dù chỉ bằng một tài lẻ nào đó. Đặc biệt, người tuổi này không giỏi chịu đựng những kẻ ngu ngốc. Bản mệnh luôn muốn sửa người khác cho đúng thước đo chuẩn mực mà mình đặt ra. Điều này khiến con cháu trong nhà cảm giác bị kìm kẹp, khó chịu. Người tuổi này cũng rất ghét những kẻ tính toán chi li từng đồng, hứa hẹn mà lại không làm được. Tuổi Giáp Thìn luôn tốt bụng và giúp đỡ mọi người xung quanh để được yêu quý. Ngoài ra, con rồng này không chịu nhiều khổ tâm về vấn đề gia đạo, bởi bản tính hay lo xa tự khiến mình mệt mỏi. Tính cách người tuổi Giáp Thìn mạnh mẽ, coi trọng lý tưởng, có chí khí và thần thái bất phàm. Những người sinh vào ban ngày có khả năng tập trung rất tốt, cũng rất có ý chí phấn đấu. Những người sinh vào ban đêm thì theo chủ nghĩa hoàn hảo, có phần thiếu nghị lực và kiên nhẫn. Những người tuổi rồng thường không chịu nổi những khảo nghiệm quá khắc nghiệt. Nếu muốn thành công trong tình yêu và sự nghiệp thì cần phải rèn luyện thêm ý chí, luôn vững vàng kiên định, không vì thất bại mà nản lòng nhụt chí. Ưu điểm nổi trội của những người này là sức khỏe dồi dào, bản mệnh luôn bừng bừng sức sống, sẵn sàng phấn đấu vì mục tiêu cao xa đã đặt ra, là những người ưa sĩ diện và thường hành động theo đám đông. Tuổi Giáp Thìn khá hiếu thắng, cũng rất tự tin vào bản thân mình, có cái tôi rất lớn, có ước mơ và đặt cho mình mục tiêu cao xa. Cá tính thẳng thắn, có tài lãnh đạo, cũng có tố chất và vận số chỉ huy người khác. Đây là người ngay thẳng, hầu như không bao giờ có suy nghĩ hay hành động xấu xa bị ổi, cũng không thích làm chuyện dối gian. Họ không sợ khó khăn, luôn cố gắng làm mọi việc thật hoàn hảo. Người cầm tinh con rồng rất có chí cầu tiến, song tính cách hơi tự đại, luôn cho rằng mình hơn người khác. Con gái phóng khoáng, nhiệt tình, lại thấu hiểu lòng người, được rất nhiều chàng trai theo đuổi.
nam giới là nó mẫu người gia trưởng, bảo thủ và cố chấp. Dù làm việc gì, họ cũng không thích phải khom lưng, uốn gối nghe lời sai phái. Họ mong muốn có thể độc lập lên kế hoạch và tiến hành công việc. Con giáp này tượng trưng cho quyền lực, trời sinh được hưởng phúc phần thông minh tài trí hơn người, may mắn tài lộc không kể xiết. Tuy nhiên người này lại có phần hơi mơ mộng, cảm xúc không ổn định, là người rất khó nắm bắt. Họ thiếu khoan dung độ lượng với mọi người, song người này lại rất dễ mềm lòng, đồng thời ham mê nữ sắc, vì thế mà bao lần phải chịu thất bại ngay phút cuối cùng. Đa tình nhưng họ hiếm khi thiệt lòng với người khác, người này không thất vọng gì với tình yêu, mà ngược lại chính những người yêu họ sẽ phải nếm đủ đắng cay. Là người có năng lực, lại luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, người tuổi Giáp Thìn không chấp nhận sự kém cỏi của những người xung quanh. Họ sẵn sàng phê bình những người làm việc không hiệu quả, tài năng có thừa nên không khỏi tự phụ, hiếu thắng nên không chịu được thử thách và thất bại, thiếu kiên nhẫn để vượt qua giông tố của đời. Vào nửa cuối năm 2023, người tuổi Giáp Thìn được nhiều cát tinh chiếu mạng, giúp nâng đỡ vận mệnh, gia tăng thêm nhiều vận khí tốt lành, tài lộc thịnh vượng hơn trước gấp nhiều lần. Dù làm nghề tay trái hay nghề tay phải, thì theo tử vi cuối năm 2023, công việc của người tuổi Giáp Thìn đều gặp thuận lợi, có thêm quý nhân giúp đỡ nên có khó khăn hay trở ngại cũng sớm được giải quyết êm đẹp. Con đường làm giàu của người tuổi Giáp Thìn có phần thanh thang rộng mở hơn trước, xuất hiện nhiều cơ hội bất ngờ. Chính vì vậy mà tuổi Giáp Thìn có thêm nhiều nguồn thu nhập hơn, nguồn nào cũng gia tăng nên tiền bạc cũng rủng rỉnh. Tử vi cuối năm 2023 âm lịch của 12 con giáp cho hay, tuổi Giáp Thìn dù làm chủ, nhà đầu tư hay làm người công ăn lương đều đạt được mục tiêu tiền bạc tài chính hơn cả sự mong đợi. Đặc biệt là những người tự làm ăn kinh doanh nên tự tin vào bản thân để nắm bắt được cơ hội đúng lúc, không nên chần chừ kẻo để rơi cơ hội vào tay kẻ khác. Vậy với tính cách này, trong 6 tháng cuối năm 2023, vận trình của người tuổi Giáp Thìn sẽ biến động ra sao? Liệu họ có thể đón lành tránh dữ, tiến tới cuộc sống giàu sang an nhàn hay không? Tất cả sẽ được luận giải ngay sau đây. Về phương diện sự nghiệp, bước đến 6 tháng cuối năm 2023 âm lịch, người tuổi Giáp Thìn có con đường sự nghiệp vô cùng hanh thông. Bạn luôn cố gắng hết sức mình nên có thể thu về thành quả xứng đáng. Tháng 8, tháng 9 là khoảng thời gian bản mệnh nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Đối phương sẽ trao cho bạn cơ hội rất đáng để thử sức. Tất nhiên, để chinh phục thành công thì đôi khi bạn sẽ phải chịu đựng vất vả một chút, song kết quả chắc chắn không phụ người có lòng. Thời điểm cuối năm, con giáp này cần chú ý hơn trong cách hành xử. Đừng kiêu ngạo vì những thành tựu mình đạt được rồi nảy sinh cảm giác coi thường người khác. Đồng thời, bạn cũng nên hạn chế tính nóng nảy, cáu bẩn, gây mất hòa khí ở nơi làm việc, ảnh hưởng mối quan hệ. Với người làm ăn kinh doanh, việc buôn bán nhìn chung khá khẩm. Đôi khi bạn phải vất vả, đánh đổi thời gian và công sức của mình. Song các khoản đầu tư sẽ dần dần sinh lời, bạn có thể tin tưởng vào định hướng đã đặt ra từ trước. Chắc hẳn quý bạn đã biết cách làm thế nào để cải biến sự nghiệp của mình tốt đẹp hơn phải không nào? Vậy vận tài lộc của bản mệnh trong cuối năm 2023 có đem lại cơ hội đổi đời trở thành tỷ phú sau một đêm không? Đến 6 tháng cuối năm 2023, người tuổi Giáp Thìn có đầu óc thông minh, lanh lợi, tư duy linh hoạt, nhạy bén với kim tiền. Bản mệnh luôn cố gắng tìm kiếm và tạo ra những cơ hội để gặt hái được nhiều tiền tài, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn. Chính nhờ những đức tính này kèm với luận giải tử vi thì thời điểm cuối năm này, người tuổi Giáp Thìn gặp được rất nhiều cơ hội đầu tư, phát triển công việc, vận sự được hanh thông, thuận lợi, làm việc gì cũng thành. Từ đó đem tới nguồn lợi dồi dào, tài lộc thăng tiến, tiền bạc sủng rỉnh, chẳng mấy mà tậu được nhà đẹp, xe sang, cuộc sống vinh hoa phú quý, thoải mái chi tiêu. Ở thế như nước đẩy thuyền lên, công việc thuận lợi thì tài lộc ắt dồi dào. Theo đó, phương diện tài chính cuối năm 2023 âm lịch của tuổi Giáp Thìn có hướng phát triển rất tốt, sinh lời sinh lộc, tiền bạc hanh thông, đặc biệt với người kinh doanh buôn bán. 6 tháng cuối năm âm lịch hứa hẹn sẽ thu về nhiều lợi nhuận bù đắp cho những thua lỗ trước đó. Có điều chiếu vội vàng mở rộng quy mô hoặc ôm quá nhiều hàng hóa một lúc, kẻo rơi vào thời điểm vận khí xấu mà hao hụt, tiêu thán. Nên thận trọng vừa làm vừa thăm dò thị trường, chậm nhưng chắc còn hơn nhanh mà thiệt hại. Với những ai có ý định khởi nghiệp trong cuối năm Quý Mão 2023, chỉ nên thử sức với quy mô nhỏ, số vốn ít trước. Năm có Thái Dương chiếu, đương số nên tìm người hợp tác là nam sẽ tốt hơn nữ, được hỗ trợ mạnh về tiềm lực kinh tế và một phần cát khí.
do tuổi Giáp Thìn chủ về hưởng thụ, tiêu pha nhiều nên tìm kiếm được kho tích lũy, chỉ dừng ở mức đủ ăn đủ tiêu. Bản mệnh vốn đang rất ý thức việc dồn tiền bạc để ăn dưỡng tuổi già và lo trông cái có nhiều người sau một thời gian dài, thì nay cũng đã thực hiện được mong muốn của mình. Thậm chí có người còn tìm hiểu để dấn thân vào lĩnh vực nhà đất. Có thể nói lúc này rất tốt để mua nhà cửa, điền sản nếu bạn cảm thấy sẵn sàng. Cho dù kế hoạch có thể là muộn hơn nhưng bạn có thể thực hiện luôn trong thời gian này, cũng khá thuận lợi đấy. Với những người vẫn cố gắng làm công ăn lương, kiếm thêm đồng ra đồng vào thì nhìn chung không có biến động gì là đáng lo cả. Nhìn chung với công sức bỏ ra bạn nhận được phần thưởng xứng đáng. Nếu bạn xây dựng quyết tâm hơn thì cứ thực hiện dù kết quả chưa đến ngay đâu. Quý bạn hãy thực hiện những điều trên để giữ được những gì mình đang có và tránh nguy hóa an đi đến vận trình giàu sang công việc. Về phương diện tình duyên gia đạo, đối với tình cảm, người tuổi Giáp Thìn rất trọng về tình cảm gia đình. Họ thường có cảm giác cô độc và thiếu tri kỷ, tâm sao nên luôn khao khát phải ổn định những vấn đề trong chuyện tình cảm. Đa số người tuổi Giáp Thìn có tính cách hướng nội, bề ngoài biểu hiện sự hòa bình nhưng bên trong lại là thế giới cảm xúc phong phú. Họ hay giấu sự nhiệt tình, chân tâm xuống đáy lòng, ít khi bộc lộ ra những suy nghĩ thật. Nhược điểm trong tính cách của người tuổi Giáp Thìn chính là sự cứng nhắc và đôi khi trong tình cảm thái quá. Tính cách cứng nhắc bảo thủ ít bộc lộ suy nghĩ bản thân khiến tuổi Giáp Thìn rất hay bị hiểu nhầm trong các mối quan hệ. Ví dụ đồng nghiệp có thể nhầm tưởng họ khó gần rồi sinh ra thị phi, bạn đời có thể nhầm tưởng họ vô tâm sinh ra sự xa cách. Thoát khỏi vòng vây thái tuế, người tuổi Giáp Thìn không còn cảm thấy áp lực về tinh thần, vì thế mà chuyện tình cảm gia đạo cũng thêm phần hài hòa tốt đẹp, vượng hòa khí trong 6 tháng cuối năm 2023. Hãy tận dụng để hàn gắn những mối quan hệ bất hòa đã lâu, chứ nên nghĩ ngợi quá nhiều. Đâu là thời điểm tốt để hóa giải những mâu thuẫn, bỏ đi những nút thắt trong tâm, gây ra nhức nhối, mệt mỏi sau này. Quý bạn cần cố gắng hạn chế phóng đại quan điểm của mình trong năm nay. Đừng ép những nguyên tắc sống của bạn lên người khác quá nhiều. Tình yêu phải có sự đồng điệu và thấu hiểu thì mới có thể xây dựng thành công một mối quan hệ lâu dài. Về sức khỏe, gặp năm mà ngũ hành bản mệnh sinh xuất cho lưu niên thì sinh lực ắt hư hao, sức khỏe cũng vì thế mà không tốt. Lại thêm ảnh hưởng của bệnh phù hung tinh, người tuổi Giáp Thìn rất dễ đau ốm vặt hoặc mắc các chứng bệnh về mắt, thần kinh hay khí huyết. Nên chú trọng nghỉ ngơi điều độ và ăn uống khoa học. Dù bận rộn đến mấy cũng không nên bỏ bữa hoặc không luyện tập thể thao. Làm được điều này tuổi Giáp Thìn mới duy trì được thể trạng tốt, hạn chế đau ốm mỗi khi ra mùa. Trong năm cần đặc biệt chú ý tới sức khỏe người lớn tuổi trong nhà có thể xảy ra bất chắc. Đương số hạn chế tham gia các hoạt động mạo hiểm như leo núi, lướt sóng, tránh xui xẻo ập tới. Vận mệnh theo từng tháng sinh may mắn tuổi Giáp Thìn từ dự ngôn tiên tri. 1. Tháng riêng âm lịch. Người tuổi Thìn sinh vào tháng 1 âm lịch có tài năng nhưng lại thiếu đất dụng võ. Bản thân làm việc gì cũng khó khăn, công sức bỏ ra không được hưởng, cũng không được hưởng phúc của tổ tiên nên phải nhẫn nhịn vất vả, tài lộc bình thường. 2. Tháng 2 âm lịch. Sự nghiệp của bản mệnh thăng tiến rất nhanh, tài lộc đến không ngừng, cả đời giàu sang phú quý, con cháu đầy đàn, đúng là mẫu mực danh lợi, đại phú, đại quý. Tuy nhiên, để nhận được sự yêu mến của nhiều người hơn thì cần phải thay đổi tính cách bảo thủ, cố chấp và không chịu lắng nghe ý kiến của bất kỳ ai. 3. Tháng 3 âm lịch. Xem vận may năm con rồng theo 12 tháng sinh âm lịch, người sinh tháng 3 âm lịch thường được quý nhân đón nhận nên làm gì cũng thuận lợi, mưu sự như ý. Công việc suôn sẻ, cơ hội thăng tiến vô tận, tài lộc cứ kéo dài mãi không thôi. Hầu hết họ đều là những người làm nên nghiệp lớn, nổi danh bốn bể. 4. Tháng 4 âm lịch. Sinh vào tháng 4 âm lịch trong năm, những người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn, bản mệnh vốn là người có chí khí, tài năng xuất chúng nên không thiếu danh lợi, nhưng lại là cung hoàng đạo quan hệ rộng, được nhiều người kính trọng, nể trọng, có quyền thế trong tay. 5. Tháng 5 âm lịch. Người sinh tháng 5 âm lịch có số mệnh phú quý, phúc lộc đầy nhà, tiền chất như núi, quốc tài. Tuy nhiên, tình bạn ngắn ngủi dễ nổi nóng, chuyên quyền, luôn làm theo ý mình. Nếu không tu tâm dưỡng tính và thay đổi bản thân thì khó tránh khỏi tai họa. 6. Tháng 6 âm lịch. Số phận tài hoa hơn người nhưng lại không may mắn, luôn bỏ lỡ cơ hội chạm tay đến thành công. Bố mẹ bạn cũng không hỗ trợ nhiều, dù bạn là học sinh, thông minh, sáng láng nhưng lại kém may mắn. Nếu theo con đường kinh doanh thì vận số sẽ bấp bênh, lúc thăng lúc trầm.
7. Tháng âm lịch. Người sinh tháng 7 thông minh, dũng cảm hơn người, biết lượng sức mình, tiến thoái có chừng mực. Không sao, người này cũng cẩn thận, tiểu nhân không có cơ hội bị thương. Bạn có một cuộc sống hạnh phúc và thành công, bạn bè và gia đình giúp đỡ và hỗ trợ bạn rất nhiều, phất lên như diều gặp gió, tài lộc vô cùng dồi dào. 8. Tháng 8 âm lịch. Xem bói của tuổi Thìn theo 12 tháng âm lịch, người sinh tháng 8 có chí lớn, hoài bão lớn, học hành có thể ghi danh, có lập đường quan. Do được quý nhân giúp đỡ nên bản mệnh gặp hung hóa cát, làm việc gì cũng thành tựu, tài lộc ầm ầm. 9. Tháng 9 âm lịch. Người tuổi Thìn sinh vào tháng này luôn dũng cảm đương đầu với khó khăn, không lùi bước trước trở ngại và được quý nhân giúp đỡ nên cuộc sống suôn sẻ hơn rất nhiều. Dù thất bại cũng không lùi bước, họ kiên trì nỗ lực, cố gắng không ngừng nên của cải đầy nhà, phúc lộc ngập tràn. 10. Tháng 10 âm lịch. Xem bói tuổi Rồng theo 12 tháng sinh âm lịch có thể thấy cuộc sống của bạn sẽ an phận thủ thường, không màng đến danh lợi. Bạn là điển hình của mẫu người thích những gì an ổn, ổn định, không tranh giành hay đố kỵ với ai, nên tài sản cũng đủ để ăn tiêu, không nhiều nhưng cũng không chạy vạy vay mượn khắp nơi. 11. Tháng 11 âm lịch. Rồng sinh tháng này thiếu sự quyết đoán, một khi thất bại thì khó vực dậy. Nếu bạn có tham vọng mà không thực hiện được, làm việc chăm chỉ mà không thành công, không hưởng thành quả, vận may không mấy tốt đẹp. 12. Tháng Chạp âm lịch. Người tuổi Thìn sinh vào tháng Chạp không được bạn bè, người thân ủng hộ, thậm chí không có quý nhân, sự nghiệp khởi đầu chậm chạp, thu về không nhiều. Tuy nhiên, nếu giữ được ý chí kiên cường và khả năng giao tiếp với người tài, bạn sẽ có cơ hội nâng cao vận may, giúp con đường công danh hanh thông hơn. Bước sang năm Quý Mão 2023, dù vận thế lưu niên ra sao, mỗi con giáp đều phải trải qua những giai đoạn thăng trầm khác nhau. Cùng xem thuận lợi và khó khăn của Giáp Thìn nửa cuối năm 2023, cụ thể là gì để từ đó có thể tìm ra hướng đi đúng đắn và phù hợp với bản thân nhé. Thuận lợi đối với tuổi Giáp Thìn, phương diện sự nghiệp của bạn được dự đoán về tổng thể khá ổn định, đôi khi vẫn còn gặp khó khăn nhất định, nhưng tình thế không quá nguy nan, sau cùng vẫn có thể thoát khỏi tình trạng khó khăn. Ở giai đoạn nửa cuối năm, nhiệt huyết và tham vọng của bạn được thôi thúc phát huy, bạn được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá. Khó khăn, sau tháng cuối năm Giáp Thìn dễ làm mất lòng tiểu nhân, nên chú ý hơn trong lời nói và việc làm, tránh nói xấu sau lưng người khác, kẻo sẽ gây họa thị phi thiệt thân, thậm chí khiến cấp trên có cái nhìn mất thiện cảm về bạn. Gợi ý cải mệnh, hãy chú ý duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa các cá nhân, tháo gỡ những hiềm khích không đáng có, chú ý chăm sóc bản thân, ăn uống ngủ nghỉ khoa học, tránh tạo gánh nặng cho cơ thể. Tiếp theo hãy cùng Phú Quý Phát Tài xem vận hạn của Giáp Thìn 6 tháng cuối năm 2023 âm lịch. Đâu là thời điểm bạn phải đối mặt với nhiều khó khăn để có phương án kịp thời ứng phó nhé. Sự nghiệp của bản mệnh khó đạt được sự tiến triển trong tháng 9 âm lịch. Bạn cần cẩn thận hơn trong mối quan hệ xung quanh, đừng để kẻ xấu có cơ hội hãm hại mình. Đồng thời bạn không nên quá phiền vông cố chấp khiến bản thân mệt mỏi. Người tuổi Thìn hãy luôn nhắc nhở mình giữ những suy nghĩ tích cực. Bởi chính nhờ việc giải quyết những khó khăn trước mắt, bạn lại học hỏi được nhiều điều quý báu để trở nên bản lĩnh hơn, không sợ những sóng gió sẽ xuất hiện trong tương lai. Tiền bạc, tháng 9 âm lịch là thời điểm tài lộc của người tuổi Giáp Thìn lên xuống bấp bênh nhất. Muốn kiếm về nhiều tiền thì dù làm ở lĩnh vực gì đi nữa, bạn cũng nên thử thách bản thân ở những điều mới mẻ. Nếu có cơ hội làm giàu hoặc tiếp xúc với những lĩnh vực mới, bạn chớ nên do dự, ngần ngại kẻo người khác vượt qua. Tình cảm, cảm xúc của bản mệnh thường xuyên lên xuống bất ổn trong tháng 10 âm lịch. Chuyện tình cảm không mấy yên ổn khi vợ chồng thường xuyên tranh cãi nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Bạn hãy tận hưởng niềm hạnh phúc mà mình đang có được. Bạn hãy dành sự quan tâm chăm sóc cho người ấy. Chắc chắn bạn cũng sẽ nhận được sự đáp lại tương tự. Sức khỏe, tháng 10 âm lịch là thời điểm sức khỏe của bạn dễ xảy ra vấn đề. Bạn cần chú ý khi vận hành máy móc hoặc tham gia giao thông, nếu không dễ phải chịu tổn thương thân thể. Nếu có thể hãy chăm chỉ làm việc thiện, giúp đỡ mọi người xung quanh để tự tạo phúc khí quanh mình rồng nhé. Hoặc bạn có thể tham khảo một số vật phẩm phong thủy để mang theo bên mình hoặc đặt ở trên phương tiện đi lại, nơi làm việc, đều rất có lợi trong việc trợ vận cho bản mệnh. Lời nhắc mệnh, cá vàng lơ lửng giếng xanh, thong dong chốn ấy một mình thảnh thơi, ai ngờ cá lại ham mồi, bỏ nơi mát mẻ tìm nơi lạnh lùng. Lòng tham đúng là không chừa một ai, ngay đến con cá bé nhỏ cũng vì tham mồi mới sa phải lưới câu, thì hỏi rằng chiếc cám số có được mấy người không dao động.
Rất lâu về trước, từng có một chàng thanh niên tìm thấy một chiếc thuyền nhỏ bị bỏ lại trên bờ biển. Cậu mang nó về nhà sửa chữa rồi hàng ngày chèo nó ra khơi đánh cá. Mỗi ngày dù bắt được cá hay không, cậu cũng đều vui vẻ chèo thuyền ca hát. Cuộc sống của cậu trôi qua thật thảnh thơi êm đềm. Thế rồi một ngày nọ, chàng trai trẻ lại nhặt được một bọc tiền lớn bên bờ biển. Cậu quyết định dùng nó đi mua một con thuyền chắc chắn hơn và thuê dân chài phụ giúp mình. Việc làm ăn càng lúc càng phát đạt, con thuyền của chàng trai ngày một lớn hơn, số nhân công cậu thuê cũng ngày càng nhiều. Chẳng mấy chốc, chàng trai đánh cá hôm nào giờ đã trở thành ông chủ thuyền có tiếng trong vùng. Cậu ngày đêm toan tính, kể cả khi ngủ cũng chẳng chọc lo nghĩ cho giấc mộng, trở thành người giàu có nhất vùng. Dần dần người ta không còn nghe thấy chàng trai hát những bài hát vui vẻ năm xưa nữa. Nụ cười cũng chẳng mấy khi xuất hiện trên khuôn mặt đăm chiêu của cậu. Rõ ràng cuộc sống đã sung túc hơn, tại sao chàng trai lại có vẻ chẳng thể thoải mái? Đó là bởi khát vọng trở thành người giàu có nhất vùng, khiến cậu không buông được bản tính lợi nhuận. Cậu không ngừng muốn có nhiều và nhiều của cải hơn nữa. Chăm chỉ làm việc là đức tính tốt đẹp của con người, nhưng cân bằng giữa công việc và cuộc sống cũng quan trọng không kém. Nếu chúng ta có thể tiết chế tham vọng để dành ra một chút không gian cho sự yêu thương, mỗi ngày của chúng ta sẽ thật trọn vẹn.